Vâng, Emosai xin kính chào tất cả quý các bạn nhé. Đấy, tiếp theo của video này, Emosai lại chia sẻ quý các bác các tác phẩm Nhất Lộc của anh Tuấn Lê Chùa. Đấy, một trong 5 cái tác phẩm lần này sẽ góp mặt tại triển lãm Thạch Thất các bác nhé. Đấy, cái tác phẩm Ngũ Đại Tướng Quân kia thì đang chỉnh sửa. Tí nữa thì hôm kia thì Emosai quay đang ký đá. Hôm nay ký xong rồi anh Phương đang dọn. Thì tí nữa Emosai sẽ chia sẻ riêng. Đấy, tác phẩm Nhất Lộc lần này thì sẽ có mặt tại triển lãm Thạch Thất đây rồi. Hôm qua là anh mới tỉa bông xong, lét quá rồi. Mới năm ngoái cũng mới bắt đầu vào bông đấy, em chưa đủ đâu. Đây, bông nó còn phải dày lên. Em chào anh Tuấn nhá. Chào em Hoàng Giai, chào các anh. Đấy, mày nhìn dưới gầm gầm này nhìn như con máy khâu bé anh nhỉ, nhìn ngang bên này ấy nhỉ. Đấy, cái này cây 2 thân dáng nó cao hơn. Em thích chất cây màu màu cái da này nhìn nó đẹp. Cái này già lắm. À anh cái này thích... ở với anh từ năm 2008 cơ mà. 2008. Đầu năm 2008. Một cây đầu tay. Đấy. À anh cái phình xịt nước đâu anh nhỉ? Đấy, quý vị các bạn, đây cái mặt trời đây các bạn nhé. Cái này một cái này một căng phông nên nhìn đẹp lắm anh nhỉ. Đây Emosai quay kỹ cái phần chân bẹ các bác xem nhé. Cũng phải lâu lắm rồi, thì khoảng tầm vài 3 tháng rồi Emosai chưa chia sẻ tác phẩm này. Lần này là cái này cũng lần đầu, cái này hình như lần thứ hai chơi rồi anh nhỉ. Lần đầu, lần trước là đi chơi phôi thôi ở Đông Anh. Vâng, lần trước chơi phôi ở Đông Anh. Chơi phôi thôi. Năm nay là hoàn thiện, cũng chưa bộ bông râm này chưa. Nói chung là được 90% rồi anh nhỉ. Ừ. Không, chỉ cần nói là xong hết rồi, nhưng mà chỉ cần lấy nới bông và răm dày đây. Bông răm này thôi. Còn đây quý các bạn nhé. Khóa hết lại rồi. Cho răm nó dày lên nữa thôi. Đấy thì một trong 5 tác phẩm đi triển lãm lần này thì có cái tác phẩm Ngũ Phúc và tác phẩm Thiên Vân Địa Thủy thì Emosai chia sẻ rồi. Còn cái tác phẩm Ngũ Đại Tướng Quân kia thì anh Phương anh đang dọn lại, thì video sau Emosai sẽ chia sẻ các bạn nhé. Đây là tác phẩm Nhất Lộc. Phê anh nhé, lét quá các bạn. 16 bông Nhất Lộc. Chính tỏ là để làm bông mà căn ke đổ bông mà chia đúng phần khó anh nhỉ. Khó chứ. Chỉ 17 không được mà 18 không được. Đấy, đúng 16. Đây các bạn, đúng 16 bông. Đấy, mà phải đúng với thân pháp của cây nữa các bạn nhé. Đây những cái phần thân làm cắt chuyển thinh các bạn. Con số 16 là con số đại cát đấy. Đấy, cái cổ ngọn các bạn này. Đoạn 1, đoạn 1. Riêng cái đoạn 1, này giật 5 phát. 4. 1 2 3 đấy anh. 4. Đây. 1 2 3 4 5. Đấy. 5 phát mà lên ngọn các bạn nhá. 5 phát lên ngọn. Đây các bạn cái khẩu độ này. Đấy sau đó là những cái phần cút này. Ngày xưa những phần cút này là như anh Phương làm, như Emosai cũng chia sẻ nhiều rồi. Anh đầu tiên phải định hình đi dây các bạn nhá. Đi dây sau đó là anh nuôi phóng mới thả mới cắt giật thì mới được cái đường cung chuyển đẹp như này. Những cái tác phẩm này quý vị các bạn phải nhìn tận ngoài. Đấy, đây. Cái phần tay to này thì nhìn nó dễ nhìn hơn này. Cái này sau thì nó càng ngày nữa. Cái xanh này là cắt thì nó vẫn to được anh nhỉ. Cái nào? Những cái cành xanh trong anh nhỉ. Thì đương nhiên càng ngày nó càng to, nó còn càng si, em thấy si anh Phương bảo nó không to được. Cắt si nó vẫn to nhưng còn khó. Đấy. Còn xanh ấy nó bật mầm nó xù ngang. Chính những cái cắt này là cái rừng để cho cây nó đỡ bị dướn đấy. Cây không cắt là hay bị dướn dài. Làm theo kiểu làm theo kiểu kiểu này thì đi dây xong là nuôi phóng này thì đến lúc này không phải qua bông anh nhỉ. Không, em thấy nhiều cây nhiều tác phẩm của nhiều bác bây giờ vẫn phải qua dây để kéo cành. Tại vì người ta uốn từ trong ra ngoài nên cây nó bị dướn. Đấy. Nó không có cái điểm dừng mạch của cây. Hoặc là nhiều lúc có nhiều anh em làm cây này họ hay kiểu như chỉ kéo kéo cung không uốn ấy. Thì sau em vẫn thấy vít nhiều lắm. Đấy, một số tác phẩm. Đấy. Thì nó bị dướn dài cây. Cái này về sau nó chỉ xù ngang thôi. Cái cây trông nó côn nó đậm nữa. Đấy các bác nha. Đây một xịt tí nước vào. Đấy thì quý vị các bạn mà sắp xếp thời gian tới là sẽ cố gắng sang Thạch Thất về rất nhiều. Năm nay thấy rất nhiều tác phẩm đẹp. Đấy. Rất nhiều tác phẩm đẹp ở ngoài nữa các bác nhé. Riêng trong vườn nhà vườn bonsai Tân Phương thì đã có mặt có 5 tác phẩm rồi. Cái mặt này nhìn nó phê nhỉ anh nhỉ. Nên này nhìn thấy thế.
ra nó còn đổi màu như tắc kè. Này nó vướng mất cái đằng sau, không thì phông nó đẹp lắm này. Cái bộ bẹ, bộ bẹ cổ các bác ơi. Phần này cái phần mùa này có sợ bị cháy không anh? Kệ, cây già nó cháy không? Đấy. Như kiểu cái đế chân của em mà nó đã dày rồi thì leo đá nó cũng không sao. Những cái phần phần ngày xưa cắt mà những cái này nó cứ vụn vón vén là xong bắt đầu nó biến nó dị hết này anh nhỉ, nó những biến. Cây già xịn ý, thì da nó dày, không sợ. Đấy. Chỉ những cây non thì hay bị cháy thôi. Những cái đồ già xịn da nó dày cục. Tác phẩm nhất lọc các bác nhé. Đấy. Có cái tác phẩm này hôm nọ Imersai có quay rồi. Hôm nay là anh Phương vẫn đang chỉnh sửa lại. Em chào anh Phương nhá. Chào em Imersai, chào anh em nhá. Đấy. Hôm nay anh mình mặc áo kẻ các bác ạ. Anh Đương chào quý vị khán giả các anh Đương nhỉ. Chào tất cả anh em. Đấy. Những cao thủ ẩn danh. Cái này là vừa rồi ký đá xong rồi anh nhỉ? Ký xong rồi, bây giờ anh chỉnh lại các cái đường rễ của nó một chút. Tuyệt vời quá anh nhỉ. Nhìn trông nhìn trông nó khiếp hẳn anh nhỉ. Trông nổi hẳn đi. Lại nó ký được những cái hòn đá đá bay kìa. Sạch sẽ nhìn nó. Sạch sẽ. Kiểu như người đi nó lưng ngực hả? Kiểu lưng ngực hả? Không, cái này phải là lưng ngực. Đúng chuyên môn, cái cười khoái tê như nị. Đấy các bác nhé. Câu chuyện vui thôi nhưng mà nó là thật các bác nhé. Đấy, cây nó được lưng lên một cái tầm khác. Đấy. Sau mà thay vào bẻ nữa này. Ủa thế này sau này thay bẻ mà lưng cao lên cho ít đất thì nó còn cao nữa anh nhỉ. Đây quý vị các bạn nhé. Thì trưa hôm nọ anh Thành Đá làm trong đấy là này. Nhưng mà sai cũng có chia sẻ rồi. Hôm nay là làm xong hôm nọ còn góc kia. Về không các bạn. Tầm này đang bắt đầu là vào chế độ là ăn kiêng rồi. Đấy, cái tác phẩm này thì mình cũng rất là thích cái tác phẩm này. Đấy, nó có cái những cái thân này nó to, cái tay nó phải to bằng cái phình nước 1 lít. Đấy, vanh chỗ này 100. Nó dẹp ra mà như này. Cây này ngày xưa mua về là cắt còn nguyên bản của nó hết anh Phương nhỉ? Đấy, xong là thân cắt là thân là nguyên bản, nuôi bằng tay thôi. Đấy, mà lúc trước mà nó còn chưa được ăn, nó còn gầy vào các anh nhỉ? Đợt này nhìn trông nó bệ vệ quá các bác ạ. Phải nói là tay thì bắt đầu được thân nó nở ra theo. Nói chung là nuôi những cái dòng cây to mà làm được thì nó sau nó lên cây nhìn nó khủng khiếp anh nhỉ? Dòng này sau này càng chơi tầm này là xong rồi, là cứ nới bông và xong bông và cứ chơi thôi, càng ngày nó càng chảy, nó càng khô xuống. Đây các bạn nhé, các bạn nhìn những cành cũ này, cành cũ cây cổ này, những cái cây già như này. Còn tất nhiên là trong cái thời kỳ nuôi thì nó cũng phải là cho ăn đẫy hơn chứ bình thường. Đây, rừng cây phát nhìn nó kinh điển ngay các bạn. Ký thêm được những cái phần bẹ này nó lồi lên rất là nhiều các bạn nhé, nó rất là nhiều. Cũng có một số cái đường rễ vừa rồi anh cũng xử lý đi hết. Đấy, những đường rễ cắt mới này. Nhưng mà sai review chia sẻ kỹ chi tiết một chút. Đấy, cái phần bên này. Đấy, cây rất là to. Đấy. Nhưng mà nhìn các bác nhìn thấy tổng thể thân rất là thoáng nhé. Không bị di dít bóng và không bị cái bóng thân nào đè thân nào. Không bị cái bông nào đè bông nào luôn. Cả nhìn bốn phía các bác nhìn thấy những cái đường tay, những cái đường tay chính nhé, đường tay chính và những cái đường chạy bông này. Đấy, hầu như là phải nhìn hết những cái đường được đường cắt giật này. Vì rất nhiều những cái tác phẩm này Imersai đi xem cũng rất là nhiều rồi. Đấy, có những cái tác phẩm mà rất là khủng khiếp nhưng mà rất nhiều cái bông trùng nhau. Đấy là một cái mà khó thể khắc chế, vì bây giờ nhiều lúc mà vào bông rồi là các bác mà cắt đi thì lại sót, cũng khó làm. Đấy, về sau đây là một cái điểm rất là quý và một cái nối làm cây riêng của anh Phương. Mình cảm nhận được nó là một cái gì đấy rất là riêng biệt. Cũng có rất nhiều bác làm thì cũng rất là đẹp. Đấy, nhưng mà những cái cây cổ các bác là hay tiếc là hay giữ bông cũ. Nếu cải thiện được thì các bác nên cải thiện. Đây, những cái thân phồng méo mó này. Đấy, bây giờ sau nữa thì em vừa sai chia sẻ các bác cái tác phẩm Xuân Thu vừa hôm qua anh cũng mới chỉnh xong, cũng là một cái dấu mốc quan trọng
Đợt này hầu như là nếu mà để một cuộc triển lãm mà để nhiều nhất có 5 tác phẩm mang đi nhiều nhất anh nhỉ? Một chỗ anh nhỉ? Có lần mang đi nhiều nhưng không cùng một chỗ. Đấy là vườn mình, còn cái vườn mình là đem đi nhiều nhất, còn đâu anh em mời các vườn khác thì không biết là các vườn khác những vườn nào đem số lượng cây như nào mình không nắm được. Đấy. Không, mình đang tính ở vườn mình. Là mang đi cái đợt này là mang đi một phát một chỗ luôn là 5 cây là nhiều nhất đấy. Bình thường nhiều nhất chỉ có khoảng tầm 3 cây anh nhỉ. 3-4 cây. Đây các bác nha. Cái này thì đấy, để mà làm được một cái tác phẩm mà chơi được bốn mặt thì nó rất là khó các bác nhé. Tuyệt vời quá. Anh đứng bên này phát để em xin một cảnh đại diện. Đấy. Mặt này nó hơi tối nhỉ. Rồi không? Từ từ đợi em tí. Từ từ anh nhé. Nào. Đây em đứng này nó dễ nó vướng cây. Nào. 1 2 3. Rồi ok anh, em cảm ơn anh nhé. Đấy. Hai cái tác phẩm ở video này, tác phẩm Nhất Lộc và tác phẩm Ngũ Đại Đường Quân. Về quá các bạn ạ. Ui. Được cái tác phẩm mà ngày xưa là Ngũ Lão Giang Đình, ngày xưa anh Tuấn chia sẻ ngày xưa lấy về là cây cổ, nên là đặt là cây Ngũ Lão. Đợt này lùi nó lở rất là nhiều. Cái thân này thì năm thân đặc điểm cái tác phẩm này, năm thân nó lại mỗi thân múa một cách khác nhau. Ui, anh Phượng khả năng lấy lại góc này đẹp hơn này. Góc này nhìn cho nó sâu kinh khủng. Đấy, anh đứng chỗ đấy em lấy lại cái này phát. Anh đứng bên đấy. Con này nhìn trông nó cũng ghê gớm này. Yêu sai sẽ lấy lại ảnh đại diện nha các bác nhá. Đấy. Lấy của góc này cho nó khét này. Nào, anh cười cái nhá nào. 1 2 3. Thôi ok rồi anh ơi. Đấy, một cái tác phẩm mà làm được cả bốn mặt như này thì rất là khó các bác nhá. Cây này thì mà mặt đẹp gần thế này như thế. Thì đấy, cái góc này cũng đẹp này. Dọc đấy cũng đẹp như cái. Góc bên đây cũng đẹp này. Đây này em thấy anh ạ. Em thấy lấy góc này nó thoáng này, nó không bị vướng mà nó. Thế bảo lúc nó định chụp mặt này nhưng nó ngược mặt rời. Phê quá các bạn ạ. Đấy. Còn ba tác phẩm bên kia đi chơi thì góc mặt bên kia. Đấy. Tác phẩm này chia sẻ thêm quý các bạn là cái tác phẩm Tam Long Tọa Sơn. Cũng nhanh được tỉa anh nhỉ. Đấy, ngoằng cái chắc là tháng nữa là được tỉa rồi. Không để cho qua được lắm. Đây các bạn nhé. Tác phẩm này nếu quý các bạn mà theo dõi thì từ lúc Yêu Mơ Sai chia sẻ, từ cái lúc mà bắt đầu cũng mới bắt đầu vào một số cái bông đỡ cơ. Đến hiện tại cũng chưa được một năm đâu. Đấy. Làm thì hơn rồi nhưng cái từ lúc Yêu Mơ Sai chia sẻ là chưa được một năm thôi. Các bạn mà xem những cái cuốn video từ lúc đầu Yêu Mơ Sai chia sẻ tác phẩm này mới có một năm nay thôi thì quý các bạn thấy cái sự thay đổi. Đợt này nhìn trông nó trắng phếch anh Đường nhỉ? Cứ lắng thì trắng phếch rồi, sợ. Bắt đầu nó khô, có nghĩa là bây giờ mình cho ăn kiêng. Đấy các bạn nhìn khô đét đét. Cái này đặc điểm của cái tác phẩm này rất rất là hay các bạn nhé. Ui. Đấy, cái những cái đường chạy như này mà nó xoắn từ gốc đây này các bạn, xoắn từ gốc đây này. Đấy, cứ mỗi một tác phẩm tại vườn này thì mỗi một lần mà cứ tỉa bông thì Emosa lại chia sẻ. Đấy. Thì các bác nó dễ nhìn hơn. Đấy. Gần như là mỗi một tác phẩm lại mỗi một lần video đặt một cái dấu mốc đấy, để cho quý vị các bạn nhìn thấy cái độ thay đổi của nó rất nhiều quá nhỉ. Con này già nhanh Đường nhỉ. Đây. Quyết định. Phải chưa? Không nhỉ. Đây các bác nhá. Hôm nọ cái cây này chia sẻ tối nhá, đây, chia sẻ ban ngày các bác này. Già kinh khủng khiếp. Cục già lắm anh. Đấy các bạn, cây này thì bác nào cãi được là cây lon. Cái gì? Cây là phải già, còn gái là phải trẻ. Đấy. Cây này được cái là ngày trước giữ lại được nhiều cây cút cũ anh nhỉ. 3-4 cây cút cũ bên này. Đấy quý vị các bạn ạ, cây này Yêu Mơ Sai chia sẻ khá nhiều lần rồi. Nó nhỏ, nó cũng vừa đâu nhưng mà nó kinh điển lắm, nó già dã man. Đấy, giữ lại được cái tay các bạn. Anh Đường cái tay này em đây. Tay nào cũng giữ được cái cút như này nhỉ. Kinh. Đấy các bạn, cái này bằng cái bắp tay.
mà cái tay đốt này của nó lại bằng khoảng gần bằng cái này đấy nhỉ. Cây khiếp lắm. Đấy quý vị ạ, già đồ già ngắm nó vẫn phê. Sau này cái con này sau thành tác phẩm nó là một cây kinh này, nhỏ nhỏ vừa em thích cái này. Kiểu như rất lộc. Dạ, em thấy một con già luôn. Anh nhỉ. Đấy. Còn rất nhiều phôi quý các bạn nhé. Hôm nào mùa này quay thì nó hơi bị kín, nó bị bầm này nó không nhìn rõ. Hôm nào mà tỉa cái tác phẩm cái phôi năm thân này thì Imasai lại chia sẻ các bác nhé. Cái phôi này là một trong cái phôi năm thân là nó nhỏ hơn mỗi cái cây ngũ đại tướng quân này các bác nhé. Đấy, nhưng mà nó lại cái tầm phôi tầm kiểu khác. Đấy. Nhưng cây này nó là một trong cái tác phẩm sau này nếu mà thành phẩm nó là một trong cái tác phẩm kinh điển đấy các bạn. Đấy, dòng năm thân. Cụ này chắc là phải đôi tháng nó xén được tóc anh Phương nhỉ. Đấy còn rất nhiều cái tác phẩm quý. Quý các bạn mà có thời gian thì cứ ra vườn trực tiếp nhé, ra vườn trực tiếp ngắm những cái tác phẩm tại vườn của anh Tuấn Thầy Chùa. Đây, rất nhiều cái cốt nùn mực nùn cục. Ui xa. Cốt xì quý vị các bạn ạ, cốt xì quý. Cốt xì này thì thỉnh thoảng Imasai cũng đã chia sẻ rồi. Đấy. Thì cuối video này Imasai chia sẻ một số tác phẩm chuẩn bị triển lãm thôi. Thì Imasai rất cảm ơn quý vị các bạn thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ Imasai nhé. Thì Imasai xin cảm ơn quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những cái video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.